Thưa quý vị, sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Hải Châu gồm các ông Vũ Quang Hùng, Trần Nguyễn Minh Thành và Nguyễn Mạnh Dũng đã tiếp xúc cử tri phường Hòa Thuận Đông nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Hải Châu đã báo cáo với cử tri phường Hòa Thuận Đông các nội dung cơ bản dự kiến tại kỳ họp thứ 7 sắp tới, một số kết quả kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri địa phương thời gian qua. Các ý kiến cử tri phường Hòa Thuận Đông đã nêu ra nhiều vấn đề của thành phố cũng như các bức xúc trong đời sống dân sinh, đề nghị thành phố xem xét giải quyết. Trong đó, cử tri cho rằng, cùng với Trung ương thì thành phố cũng tăng cường phòng chống tham nhũng, trong đó công khai rõ tài sản thu hồi được. Tiền của dân cũng phải báo cho dân biết để sống được lắm. Đề nghị Hội đồng Nhân dân là phải có những cái con số cụ thể để nói lên cho dân biết. Qua đại biểu Hội đồng Nhân dân có chẳng hạn là đi kiểm tra trong vấn đề chống tham nhũng và tham nhũng. Thì tất nhiên là việc này thì tốt thôi, nhưng mà đi làm rất là nhiều chỗ, rất là nhiều nơi, nhưng mà được ít quá về bên đấy. Đánh giá cao công tác cải cách hành chính của thành phố thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, cử tri đề nghị việc nâng cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức phải thường xuyên được tăng cường. Đề nghị người đứng đầu các cơ quan nhà nước cần quán triệt đối với cán bộ công nhân công chức về hành xử văn hóa, phong cách thái độ, làm việc khi giao tiếp với công dân, để tạo sự hài lòng đối với người dân. Cử tri cũng đề nghị thành phố quan tâm nâng mức hỗ trợ với lực lượng cán bộ cốt cán ở cơ sở, sớm di dời các khu chung cư xuống cấp, tăng cường đảm bảo trật tự đô thị, nhất là xử lý tình trạng đậu đỗ xe sai quy định trên các tuyến đường trung tâm, cũng như cần xử lý dứt điểm tình trạng quảng cáo rao vặt.